Sau này làng Thanh Quyết trở thành nổi tiếng nhiều cộng sản. Đi dọc quốc lộ 1 chỉ ngán Sa Huỳnh và Thanh Quyết. Viên chức và quân nhân ít khi lái xe qua đó sau 2 giờ chiều mà không có hộ tống. Ít người biết và nhớ là Thanh Quyết từng là một nơi chống Việt Minh mạnh mẽ nhất trong thời chiến tranh Việt Pháp. Ba tôi, cậu tôi, các chú bà con họ hàng lứa tuổi đó đều theo kháng chiến từ ngày đầu. Chủ trương giết hại hơn 1000 tín đồ Cao Đài ở Quảng Ngãi ảnh hưởng đến làng tôi. Vì làng tôi có một thánh thức Cao Đài và nhiều người có học đã theo đạo. Nhưng người Thanh Quyết có đạo Cao Đài hay liên hệ đến thánh thức ở trong hàng ngũ kháng chiến đều bị loại và có nguy cơ bị sát hại. Cậu, các chú và ba tôi quay về làng rào làng chiến đấu để tự vệ. Trước khi Pháp từ Vĩnh Điện ra chiếm đóng đồn, giải tán lực lượng tự vệ của làng, thì làng đã đẩy lui 3 cuộc tấn công của Việt Minh vào làng. Lần tấn công thứ 2, tháng 11 năm 1947, nhiều nhà trong làng bị đốt cháy, trong đó có nhà nội và bà ngoại tôi, và trong làng có khoảng gần 50 người lớn bé bị giết chết. Có người bị chém bằng mã tấu, có người bị đâm và ném thây vào lửa. Chính mắt tôi đã trông thấy cảnh tượng đó khi gia đình tôi trốn dưới một cái ao. Lần Việt Minh tấn công lần thứ 3 vào làng, đánh thẳng vào đồn tự vệ nằm trên quốc lộ. Đồng là nhà lầu của ông Năm Ngoạn. Việt Minh tấn công vào chiếm được tầng dưới nhà. Bí lối mọi người thoát được lên lầu chống cự. Tôi theo ngủ với ba tôi trên lầu vào đêm hôm đó. Hai bên võ khí được thô sơ nên đến sáng Việt Minh không chiếm được tầng lầu trên và phải rút lui. Kết quả trong đồn chỉ chết 2 mẹ con Thím Cơ là vợ của chú Nguyễn Hữu Tuân, người chỉ huy lực lượng tự vệ. Thím không kịp chạy lên lầu nên bị giết và thi thể bị bầm nát thành từng mảnh. Chính những hình ảnh đó đã in đậm nét trong đầu tôi, cản bước tôi về phía cộng sản, khi tôi được bạn bè lôi cuốn lúc 16 tuổi. Lý tưởng công bằng xã hội, cách mạng giải phóng dân tộc quá hấp dẫn trí óc non nớt ở tuổi 16, nhưng hình ảnh bạo tàn làm cho tôi nghi ngờ. Tôi có ý định vượt biên từ khi ở trong tù. Ra khỏi tù, ý định đó không thay đổi và trở thành một nhu cầu cần phải đi sớm chừng nào hay chừng đó. Trước khi đi, tôi đến thăm Đoàn Viết Hoàng. Anh được thả ra từ Chí Hòa sau tôi 2 ngày. Gần 13 năm anh bị giam ở các nhà giam tại Sài Gòn, may mắn không phải đi tù hình tại các trại lao động cải tạo. Tôi mến Hoạt từ khi mới gặp trong khu xà lim sở công an thành phố. Trong lúc đa số trí thức Sài Gòn bị ru ngủ trong lý luận một nước cộng sản đã bị chiếm đóng thì không đảo ngược lại được, thì Hoạt rất lạc quan. Lần đầu tiên tôi nghe một người nói với tôi rằng cộng sản tạm thời thắng lợi việc quân sự nhưng sẽ thất bại trong chính trị về tình cảm dân tộc và con người. Trong lúc các bạn tù tiêu phí thị giờ bằng cờ tướng, học tử vi, kể chuyện kiếm hiệp hay tưởng nhớ quá khứ huy hoàng ăn chơi trụy lạc và ước mơ một phép lạ từ Hoa Kỳ đến để tiêu diệt cộng sản, thì hoặc làm việc anh chia sẻ những điều hiểu biết cho những người tù trẻ tuổi, giúp họ nung đúc ý chí, rèn luyện phẩm cách. Anh phân tách những điểm sai lầm phản tự nhiên của thuyết Marxist để truyền niềm tin là chế độ cộng sản không thể tồn tại cho những người tù trẻ tuổi. Hoặc là một nhà giáo từng du học ngoại quốc, anh quan tâm đến việc xây dựng một ý thức mới trong lớp người mới để phục vụ cho đất nước mai sau. Tôi thấy anh thành công trong việc nhen lên một niềm tin cho các người trẻ, cho nhiều bạn tù trẻ tin nơi anh. Hoặc nói với tôi, chế độ cộng sản sụp đổ là điều chắc chắn. Vấn đề cần suy nghĩ là sao cộng sản là cái gì cho đất nước Việt Nam? Lời nói của Hoạt không quá sớm đối với những ai chịu khó nghiên cứu tất cả những diễn biến quan trọng xảy ra trên thế giới
từ sau năm 1975. Cộng sản thường dùng thuật ngữ thời kỳ sau Việt Nam với ý chủ quan là khối cộng sản quốc tế lớn mạnh, nhưng ngược lại thực tế sau Việt Nam là thời kỳ suy thoái, khối cộng sản đi dần đến chỗ tan vỡ. Dù sau Việt Nam, cộng sản xích quá thêm các nước Angola, Afghanistan, Ethiopia, Nicaragua, nhưng Liên Xô bị sa lầy trong chiến lược mới của Hoa Kỳ. Thế giới chuyển từ thế tranh chấp lưỡng cực của cộng sản về tư bản đã hình thành hai trung tâm Tây Âu và Nhật Bản vững mạnh cả kinh tế lẫn chính trị. Trung Quốc tuy chậm tiến về kinh tế, nhưng đóng vai trò một siêu cường, và Hoa Kỳ đã đẩy mạnh tham vọng đó của Trung Quốc, làm cho khối cộng sản càng chia rẽ trầm trọng hơn. Sự chia rẽ không hàn gắn được. Sự thống nhất của khối bảy quốc gia phát triển chia sẻ trách nhiệm với Hoa Kỳ và toàn khối Tây Phương, và Nhật Bản đã tấn công ào ạt về kinh tế, tạo nhu cầu tiêu thụ trong khối cộng sản, làm cho dân chúng muốn có đầy đủ sản phẩm tối thiểu cho đời sống, không còn an tâm chịu sự đè nén, chèn ép của chính quyền cộng sản. Sự phát triển khoa học và phổ biến các dụng cụ và phương tiện truyền thông làm cho thế giới thu hẹp lại. Các nước cộng sản không thể giam hãm mãi con người và tư tưởng của dân chúng sau bức màn sắt. Những nhận thức và hiểu biết mới về con người làm cho tư duy thuần lý, giáo điều và các cấu trúc chính trị, kinh tế trên hệ tư tưởng đó trở nên lỗi thời. Đó là nguyên nhân sự cáo chung của chủ nghĩa cộng sản. Cộng sản chỉ còn lại hình thức tổ chức, ở nơi nào dân chúng và chính đảng viên cộng sản đứng lên đấu tranh xóa bỏ tổ chức thì chế độ cộng sản sẽ tiêu diệt hoàn toàn. Tiến bộ vượt bậc về khoa học kỹ thuật thúc đẩy sự tiến bộ về kinh tế xã hội. Cuộc cách mạng về điện tử đã thay đổi bộ mặt thế giới. Những nước kém tài nguyên thiên nhiên như Nhật Bản có thể xây dựng một sự tiến bộ kinh tế, đưa đất nước thành một trung tâm kinh tế thế giới mà nhiều khu vực mạnh hơn cả Hoa Kỳ. Sự phát triển kinh tế của Nhật Bản cùng các nước khác như Đại Hàn, Tân Java làm cho quan niệm phát triển kinh tế kiểu xây dựng kỹ nghệ nặng của thời Lenin, Stalin không còn là phương thức tối ưu. Sự tương quan giữa nước giàu và nghèo không còn tương quan bóc lột như các Marx định nghĩa, mà trở thành tương quan hợp tác, và nước nghèo và nhỏ nếu có chính sách phát triển đứng đắn sẽ thừa hưởng được kiến thức, kinh nghiệm và sự trợ giúp của các nước giàu để nhanh chóng mở màn. Điều này đã chứng minh chính sách cô lập kiểu cộng sản Trung Quốc dưới thời Mao Trạch Đông và tham vọng phát triển kỹ nghệ nặng của cộng sản Việt Nam hoàn toàn lỗi thời và trở thành một sự trì trệ. Xu thế chung của thời hiện đại là tạo sự hòa bình ổn định để phát triển kinh tế và xây dựng tự do dân chủ. Vì chính trị và kinh tế là hai mặt của một vấn đề xã hội. So sánh hai xã hội, tư bản và cộng sản, qua quá trình phát triển, người ta thấy rõ không thể phát triển được kinh tế khi toàn thể con người trong xã hội bị câu thúc, mất tự do bởi một tập đoàn quản lý kém tài năng và lạc hậu. Ngày nay, các nước cộng sản đã thấy rõ điều đó, nhưng vẫn còn cố níu kéo quyền lợi bằng một mơ ước là cải cách quản lý kinh tế theo kiểu thị trường để lấy được ưu thế của tính linh động, nhưng vẫn muốn giữ độc quyền chính trị. Nhưng điều này chỉ là một mơ ước, vì không thể có cải cách kinh tế mà không thay đổi chính trị. Có chăng chỉ là một giải pháp tạm thời khi dân chúng nước đó chưa tập trung được sức mạnh, bởi vì họ mới trải qua một giai đoạn phân tán trong chế độ độc tài. Tóm lại, từ khi chiếm hoàn toàn nước Việt Nam, chế độ cộng sản đã mất ưu thế của chiêu bài giải phóng dân tộc. Từ khi nắm toàn bộ chính quyền, họ phô diễn toàn thể thế yếu kém và lạc hậu, chứng tỏ không cần thiết và không xứng đáng để lãnh đạo nước Việt Nam. Nhưng để loại bỏ, chúng ta chưa có một đối lực đáng kể. Những người quốc gia cũ sau sự thất bại đã trở nên phân tán hơn trước. Những lực lượng đối kháng nổi lên thường xuyên, nhưng chỉ là những tập hợp nhỏ bị chính quyền cộng sản tiêu trừ từ trong đất nước. Chúng ta không thể trông cậy vào một giải pháp quân sự để lật đổ chính quyền cộng sản, vì kinh nghiệm thất bại của những tổ chức đối kháng cho thấy khó có thể có một tập hợp lớn. Cũng như từ những thất bại của phong trào đối kháng phục quốc
làm cho người dân hết tin tưởng, trở nên có một thái độ phi chính trị rất tai hại. Ngoài ra, chúng ta cũng có kinh nghiệm không thể một nước đơn độc chống cộng sản, mà phải trông cậy vào đồng minh. Thất bại quân sự ở Việt Nam năm 1975, Hoa Kỳ và Tây Phương đã thay đổi chiến lược, không sử dụng giải pháp quân sự. Hiện nay, Hoa Kỳ và Tây Phương đang sử dụng ưu thế về kinh tế để buộc các quốc gia cộng sản thay đổi chính trị, tôn trọng nhân quyền và thực thi dân chủ. Dù mỗi nước có một sắc thái riêng, nhưng nét chánh cũng phải nằm trong trào lưu chung đó. Nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam cũng phân hóa trầm trọng. Đảng không còn là khối thống nhất. Những cán bộ đảng viên hiểu biết, sống trong thái bình, họ có điều kiện suy nghĩ, đối chiếu thực tế với lý thuyết, để thấy con đường họ đi theo là sai lầm và phản lại tổ quốc. Cuộc vận động chính trị trong tương lai còn có thể tập hợp đông đảo những người này. Chúng ta dễ dàng phân biệt hai thành phần của người cộng sản trong số những người muốn có thay đổi. Một thành phần còn tin tưởng ít nhiều về đường lối cộng sản, họ nghĩ là chế độ còn cứu vãn được với những thay đổi cần thiết. Và một thành phần đã nhận định được rằng con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa là một lỗi lầm, cần phải loại bỏ, càng sớm càng tốt. Chúng ta có thể phát khởi một cuộc vận động cho dân chủ toàn dân nhằm vào các mục tiêu. Thứ nhất, đòi hỏi tự do và độc lập của các sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật. Thứ hai, đòi hỏi một nền giáo dục bình đẳng cho mọi người dân, không phân biệt đối xử, đãi ngộ. Nội dung chương trình giáo dục phải tôn trọng tính khoa học, sự tự do, tôn trọng giá trị lịch sử và con người. Giáo dục là đào tạo con người cho đất nước, giáo dục không phải là một hệ thống đào tạo đáng viên. Thứ ba, đòi hỏi tự do tôn giáo. Thứ tư, đòi hỏi một nền kinh tế thị trường linh động, tôn trọng tài sản và công sức lao động của mọi người. Thứ năm, đòi hỏi để tư nhân tham dự về việc quản lý và phát triển kinh tế và xã hội. Một chính quyền phải gọn nhẹ, ít tiêu hao công sức, tức là sự đóng góp của toàn dân. Ít can thiệp vào đời sống xã hội, vì chính quyền càng can thiệp thì càng giảm bớt tính dân chủ và tự do. Thứ sáu, đòi hỏi chính quyền phải có một hệ thống tư pháp độc lập, đứng ngoài sự điều khiển của đảng chính trị, tôn trọng dân quyền và nhân quyền. Thứ bảy, chính quyền phải do dân bầu cử trực tiếp, đưa tới sự công nhận chế độ đa đảng. Chánh đảng là một tập thể chính trị, không thể nhân danh bất kỳ lý do gì để độc quyền cai trị đất nước. Thứ tám, đòi hỏi thả hết tất cả tù cải tạo và tù nhân chính trị của tổ chức đối kháng, đi dần đến sự công nhận đối lập. Những cuộc vận động có thể bị cộng sản đàn áp, nhưng kinh nghiệm cho thấy ngày nay các nước cộng sản không thể che đậy hoàn toàn những cuộc đàn áp mà không bị khám phá và lên án. Nhân cơ hội cộng sản đang có những cởi mở cần thiết để an lòng dân, chúng ta cần đẩy mạnh sự đấu tranh hợp pháp cho đến lúc trở thành phong trào mà cộng sản không còn kiểm soát được.